Thời tiết nồm ẩm khiến cho các loại virus vi khuẩn và nấm mốc có thể sinh sôi, gây nên nhiều loại bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Đặc biệt, độ ẩm cao là môi trường lý tưởng để các bệnh như cảm cúm, COVID phát triển mạnh. Một giải pháp thông minh giúp cân bằng độ ẩm trong nhà, đó là máy hút ẩm Spare, công nghệ block đến từ Nhật Bản, siêu tiết kiệm điện mà không làm thay đổi nhiệt độ môi trường. Với dung tích làm việc 25 lít, bình chứa 4 lít, đảm bảo hoạt động liên tục từ 18 đến 24 tiếng, được áp dụng công nghệ tiên tiến cho khả năng hút ẩm tốt, có tính năng hút ẩm liên tục khi trời nồm. Máy hút ẩm Spare sẽ giúp giảm độ ẩm trong phòng của bạn, cũng như duy trì sự lưu thông không khí để giữ không khí trong lành và thoải mái cho căn phòng đáng mơ ước của bạn. Màu trắng trang nhã, thiết kế nhỏ gọn, bánh xe di chuyển tiện lợi, vận hành êm ái, không gây ra tiếng ồn, mang đến cho bạn cảm giác dễ chịu. Không chỉ cân bằng độ ẩm, công nghệ màng lọc thông minh kết hợp với đèn diệt khuẩn UV còn giúp loại bỏ trên 90% các tác nhân gây hại như vi khuẩn, virus và bụi bẩn trong không khí, giúp mang lại không khí sạch sẽ, trong lành cho căn nhà mơ ước và nơi làm việc một cách tối ưu nhất. Máy hút ẩm Spare là giải pháp tốt nhất để đem lại cho bạn không gian sống trong lành, đảm bảo an toàn sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Sản phẩm đặc biệt tốt cho trẻ nhỏ và người già, giúp bảo vệ sức khỏe cho phổi và làn da bằng công nghệ Nhật Bản. Chúng tôi liên tục tuyển đại lý, cộng tác viên trên toàn quốc với tỷ lệ hoa hồng cực cao, chính sách đãi ngộ tốt. Hãy nhanh tay liên hệ hotline 0982 768 950 hoặc 0915 222 294 để đặt hàng và nhận được giá ưu đãi tốt nhất ngay hôm nay.